vị, kể từ ngày 5 tháng 12 tới đây, các ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của khách hàng cho cơ quan quản lý thuế. Quy định mới này nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng trốn thuế, nhất là đối với những khách hàng kinh doanh kiếm tiền trên môi trường online hiện nay. Cụ thể, các thông tin như giao dịch qua tài khoản, số dư, số liệu giao dịch được ngân hàng cung cấp theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan thuế nhằm thanh tra, kiểm tra, xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế nộp thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin. Hàng tháng, ngân hàng thương mại phải cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế, gồm tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản, theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản. Bên cạnh đó, các ngân hàng phải khấu trừ nộp thay nghĩa vụ thuế của nhà nước cung cấp ở nước ngoài có cơ sở thường trú ở Việt Nam, kinh doanh thương mại điện tử trên các nền tảng số với tổ chức cá nhân trong nước. Thực tế, thời gian qua, nhiều cá nhân nhận được thu nhập từ Google, YouTube hay bán hàng online với số tiền lên tới hàng chục tỷ mà không khai báo, không đóng thuế. Hơn một tuần qua, trên nhiều tuyến phố ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, đường Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, rác chất đống trên vỉa hè, đầu ngõ, bốc mùi hôi thối. Nguyên nhân là do các quận huyện đang chậm thanh toán cho doanh nghiệp làm vệ sinh môi trường, thu gom vận chuyển rác. Bởi vậy, khối lượng rác phát sinh quá nhiều, chênh lệch lớn so với mức ban đầu khi đấu thầu. Và để giải quyết vấn đề ùn ứ rác trong nội đô, bắt đầu từ năm 2021, việc đấu thầu vệ sinh môi trường sẽ giao về các quận huyện làm chủ đầu tư. Sở Tài chính Hà Nội cho biết trong quá trình thực hiện gói thầu 3 năm 10 tháng từ 2017 đến 2020, nhiều gói thầu không lường hết được khối lượng rác phát sinh do việc thay đổi cự ly vận chuyển rác, phân luồng chở rác. Một số quận có tốc độ đô thị hóa cao, có thêm các tuyến đường mới, dân số tăng, rác tăng theo. Do đó phát sinh khối lượng rác lớn ngoài gói thầu. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, việc đấu thầu gói vệ sinh môi trường được giao về cho các quận huyện thì việc quản lý, chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện sẽ chủ động hơn. Lúc đó, Ủy ban Nhân dân quận là chủ đầu tư, vừa quản lý, thương thảo hợp đồng về phương thức thu rác, cách vận hành. Còn như hiện nay thì quận huyện chỉ có tư cách quản lý hợp đồng, mọi đề xuất kiến nghị đều phải gửi lên cấp cao hơn xem xét. Hiện Hà Nội đang xây dựng đơn giá định mức mới cho công tác vệ sinh môi trường, trong đó những bất cập vướng mắc hiện nay sẽ được giải quyết. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vừa thành lập đoàn công tác tiến hành kiểm tra và xác định vật thể trôi dạt tại vùng biển tỉnh Quảng Ngãi sau cơn bão số 9. Qua kiểm tra bước đầu, xác định bồn chứa có chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển là bồn khí. Các bồn chứa có hình trụ được làm bằng kim loại màu xám, mỗi bồn được bảo vệ bởi khung sắt khá chắc chắn. Dòng chữ Trung Quốc trên thân bồn có nội dung đây là khí dầu mỏ hóa lỏng. Kiểm tra bước đầu cho thấy những vật thể này không liên quan đến quốc phòng. Đối với hai bồn chứa đã xác định đây là bồn khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Các bồn còn nguyên niêm phong kẹp trì. Bồn chứa trôi dạt vào bờ biển xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ có hiện tượng rò rỉ. Đối với hai vật thể còn lại, cơ quan chức năng xác định đây là loại phao tiêu hàng hải. Hiện Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục tham vấn ý kiến các cơ quan chuyên môn để có kết luận chính xác nhất. Trên cơ sở đó sẽ tiến hành xử lý những vật thể trôi dạt đảm bảo an toàn cho người dân cũng như những công trình trong khu vực vật thể dạt vào bờ. Sau cơn bão số 9 và số 10, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi liên tiếp phát hiện bồn chứa phao tiêu có chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển. Thưa quý vị, dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho xã đảo Nhân Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định mới hoàn thành. Toàn bộ 520 nóc nhà trên đảo đã được sử dụng điện lưới quốc gia, ngay cả trong những ngày mưa bão. Từ đây, cuộc sống người dân đã đổi thay rất nhiều. Những chiếc bình ắc quy ổn áp để phát điện hay những chiếc đèn dầu như thế này giờ đây đã không còn được người dân sử dụng nữa. Trước kia, họ phải dùng điện từ một nhà máy phát điện chung của xã, với thời gian 12 tiếng mỗi ngày, lại thường xuyên bị hư hỏng nguồn điện. Nay mọi thứ đã thay đổi. Hầu kia là mắc 11 giờ là tách mắc, rồi mình phải châm cái đèn pin, châm cái đèn dầu. Bây giờ là mình muốn dậy hồi nào thì có điện hồi nấy thì nó phải phấn khởi hơn, nó phải thoải mái hơn. Ở biển mà, dậy cả đêm, dậy giờ nào có điện mình bật, là nó có ánh sáng để mình sử dụng nó. Vậy thôi, dùng đi làm vậy là trước đây vậy. Tấu mò trước mò theo chứ bây giờ đâu có mò nữa đâu. Xã đảo Nhân Châu có 520 nóc nhà với 2.300 người sinh sống, có nguồn điện đảm bảo với 1,4 km đường dây trung thế 22 kV trên đảo. Việc buôn bán kinh doanh hay sinh hoạt hàng ngày đều thuận tiện. Người dân đầu tư nuôi trồng thủy sản, mở rộng dịch vụ du lịch cộng đồng. Bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, tươi mới. Từ cái ngày có điện tới bây giờ là dụ như tối lại là có điện 100% á. Nên là khách ở là có mấy lạnh, lúc nào cũng có điện, cho nên là khách nó qua chơi rồi
ở lại điện lưới. Mà giờ đây thì địa phương tin tưởng rằng thì các cái hoạt động giữa cái nuôi trồng với nuôi trồng thủy sản với cái du lịch cộng đồng sẽ cộng hưởng với nhau, cùng nhau để mà phát triển. Từ khi có điện đến nay thì chúng tôi ở trực tại đây là trên 24/24 để cho người dân sử dụng điện một cách hiệu quả và an toàn nhất. Ngoài ra khi có sự cố về điện thì chúng tôi xử lý một cách nhanh chóng nhất. Xã đảo Nhân Châu hiện đang xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có điện lưới quốc gia không chỉ giúp địa phương thực hiện đảm bảo tiêu chí điện nông thôn mà còn thúc đẩy các tiêu chí về kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân. Trách nhiệm quản lý người hành nghề y dược trên địa bàn thuộc về ngành y tế địa phương. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường sôi động của ngành thẩm mỹ nói riêng và y khoa nói chung đã có những biện pháp siết chặt. Mặc dù tất cả các hành vi vi phạm đều có những chế tài cụ thể được quy định rất rõ ràng về pháp luật, thế nhưng thực trạng bất ổn của chứng chỉ hành nghề vẫn cho thấy những bất cập trong lĩnh vực quản lý. Tháng 9 năm 2020, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh xử phạt phòng khám đa khoa Âu Á hành vi thuê chứng chỉ hành nghề. Tháng 11 năm 2020, nhân viên của thẩm mỹ viện Emilia bị phạt 35 triệu vì không có chứng chỉ hành nghề. Trước đó, tháng 11 năm 2019, bác sĩ Đinh Viết Hưng bị đình chỉ hành nghề, thu chứng chỉ hành nghề giả. Đó chỉ là số ít những vụ vi phạm liên quan đến hoạt động nghề y. Trong đó, riêng lĩnh vực thẩm mỹ, 9 tháng đầu năm ghi nhận hàng chục vụ việc. Thanh tra Sở Y tế cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương để đi kiểm tra với cái tổng số là hơn 50 các cái cơ sở mà có liên quan đến cái việc được nghi là hành nghề không phép hay là hành nghề quá cái phạm vi về đăng ký kinh doanh. Đó là những cái cơ sở mà nó có liên quan đến cái thẩm mỹ ở tại chính quyền địa phương và đã phát hiện và xử lý với tổng số tiền phạt trên 1.7 tỷ. Tính riêng thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2018 đến nay phát hiện 9 trường hợp thuê chứng chỉ hành nghề. Từ năm 2015 đến nay phát hiện 10 chứng chỉ hành nghề giả, 18 bằng chuyên môn dược giả, 42 giấy tờ xác nhận thực hành giả. Hành vi thuê mượn này sẽ bị phạt tối đa 40 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề từ 6 tháng đến 12 tháng đối với người cho thuê mượn. Trong khi đó, hành vi làm giả giấy tờ, chứng chỉ có thể bị khởi tố hình sự. Dù luật đã rõ, nhưng những chuyên gia đầu ngành cũng phải xác nhận tình trạng loạn tay nghề trong chính giới chuyên môn. Vấn đề nêu cao vai trò của quản lý nhà nước, của cơ quan y tế, của bộ phận nghiệp vụ y tế nó sẽ tốt hơn. Có nhiều bác sĩ là mang danh là chủ phòng khám nhưng thực chất là họ không có tay nghề, là họ cho đi thuê hoặc là họ cho người khác sử dụng chẳng hạn. Về xử phạt hành chính trong cái lĩnh vực này thì hiện nay với mức rất là thấp, chỉ từ 20 đến 40 triệu đối với các cái hành vi này. Nên do đó thì ở cái mức răn đe là vẫn chưa đáp ứng được cái tình trạng hiện nay. Một trong những biện pháp ngành y tế thành phố đưa ra để đảm bảo tính minh bạch về hành nghề đó là tra cứu thông tin qua website Sở Y tế. Từ năm 2020, bằng cách gõ tên hoặc số chứng chỉ hành nghề, người dân sẽ xác nhận được bác sĩ, dược sĩ có hành nghề hợp pháp hay không. Đây là điểm mà không nhiều địa phương có thể làm được. Các bác sĩ của các cái phòng khám hoặc là các cái bệnh viện phải đăng nhập đầy đủ thông tin đối với các cái bác sĩ hành nghề này và được đăng ký với Sở Y tế. Từng nhân sự ở tại cái cơ sở hành nghề, thứ hai nữa, thời gian của các bác đăng ký tại từng cơ sở hành nghề như thế nào, chúng tôi quản lý. Có luật, có chế tài và ngày càng nâng cấp cách thức quản lý, đó là những gì Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khẳng định. Nhưng những con số về thuê, mượn, làm giả chứng chỉ giấy tờ hành nghề y dược lại cho thấy vẫn còn những lỗ hổng trong quản lý. Thị trường Hà Nội ghi nhận một số dự án bất động sản, nhà ở tại vùng Ven Đô đang có dự kiến khoảng 50 đến 60 triệu đồng một mét vuông cho chung cư và 200 triệu đến 300 triệu đồng một mét vuông cho shop house. Theo giới chuyên gia, thì nếu nhìn nhận một cách khách quan thì việc các chủ đầu tư xác định mức giá như vậy cũng có lý do của nó. Khảo sát gần đây của Savills cho thấy giá và diện tích là các yếu tố chính quyết định việc mua nhà. Song chênh lệch giá bán giữa khu vực nội thành và khu vực lân cận ngày càng thu hẹp do nhiều tiện ích được cung cấp để bù đắp cho các bất lợi về mặt vị trí. Từ 2016 đến nay, giá sơ cấp tăng 5% mỗi năm. Với việc cải thiện cơ sở hạ tầng, nguồn cung đang dần chuyển dịch tới các khu đô thị mới xa hơn. Triển vọng quý 4 năm 2020 cho thấy dẫn đầu nguồn cung tương lai là huyện Gia Lâm với 38% thị phần và Từ Liêm với 37% thị phần.
Trước thực tế, các khu vực vùng ven của Hà Nội ghi nhận hiện tượng giá dự kiến chào bán ở mức khoảng 50 đến 60 triệu đồng một mét vuông cho chung cư và 200 đến 300 triệu đồng một mét vuông cho shop house. Bà Đỗ Thị Thu Hằng, giám đốc bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills Hà Nội nhận định, nếu quyết định bán các mức này thì đây là lần đầu tiên các khu vực ven Hà Nội có mức giá cao so với các dự án nằm trong khu vực giữa vành đai 2 và vành đai 3. Những dự án có vùng ven có mức giá cao như vậy sẽ đối mặt với mức cạnh tranh lớn do ít thuế hơn về vị trí, bà Hằng nhận định. Lý giải vì sao giá nhà đất vùng ven đô tăng phi mã, các chuyên gia cho rằng nếu nhìn nhận một cách khách quan thì việc các chủ đầu tư, các dự án này đang đưa ra mức giá như vậy là có lý do. Thưa quý vị, thời gian qua rất nhiều lãnh đạo các công ty bất động sản đã bị bắt, bị khởi tố vì lừa đảo, giao bán những dự án ma, nhưng mà tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí là những thủ đoạn lừa đảo còn tinh vi hơn, manh động và liều lĩnh hơn. Nội dung bài viết được đăng tải trên báo Thanh Niên với nhan đề "Cuối năm lại bùng nổ dự án ma". Mới đây, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án bắt tạm giam ông Hoàng Mạnh Cường, tổng giám đốc công ty Phát An Gia về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Hoàng Mạnh Cường đã vẽ ra 5 dự án ma tại Thành phố Hồ Chí Minh với gần 200 nền đất để lừa đảo 80 khách hàng, thu về số tiền khoảng 100 tỷ đồng. Ông Khoa, một khách hàng ở đây cho biết đã bỏ ra 2,9 tỷ đồng để mua đất nền tại dự án Central House, quận 9, nhưng chủ đầu tư không giao nền, giao sổ hồng như cam kết. Khi phát hiện điều bất thường thì ông Khoa đã yêu cầu công ty thanh lý hợp đồng, trả lại tiền nhưng không thực hiện. Biết mình bị lừa, ông Khoa đã tố cáo Hoàng Mạnh Cường ra công an về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có khoảng 80 người khác cũng đã bị lừa với số tiền khoảng 100 tỷ đồng tại dự án này. Và chúng tôi được biết cơ quan chức năng chưa hề cấp phép đầu tư dự án cũng như là cấp phép xây dựng tại khu đất do cá nhân ông Hoàng Mạnh Cường đứng tên. Ông Khoa cho biết thêm. Luật sư Trần Minh Cường, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét, nhiều người đã chuẩn bị sẵn một kịch bản lừa đảo từ trước và sẵn sàng đi tù để có thể chiếm đoạt được một số tiền lớn. Thế nên khả năng thu hồi được số tiền đã đầu tư là rất thấp. Có thể nói nguy cơ mất trắng là rất lớn, do đó người dân nên tự trang bị cho mình một số kiến thức cơ bản như là nhận diện các dự án ma, các dự án lừa đảo thường đánh vào lòng tham của nhà đầu tư nên so với cùng vị trí, diện tích, giá mà các dự án này chào bán thường rẻ hơn rất nhiều hoặc là sẽ cam kết thu mua lại với lãi suất cao ngất ngưỡng.